một vòng Việt Nam. Come with me, we'll travel around Việt Nam. Mình là DJ Phương Trinh, mình đã đến với Hà Nội rất là nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình được khám phá thắng cảnh của thủ đô bằng xe buýt mui trần. Và ngay bây giờ hãy cùng Ri và Ra Việt Nam bắt đầu chuyến hành trình này nhé. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được hình ảnh một Hà Nội đẹp và bình dị, nơi phố nhỏ yên bình luồn quanh Hà Nội, len lỏi vào những con phố cổ bằng xe buýt mui trần là một trải nghiệm mới thú vị, nhất định không thể bỏ qua. Hành trình sẽ xuất phát từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thì chúng ta sẽ đi qua 30 điểm ngắm nhìn, trong đó có 13 điểm mà chị có thể xuống tham quan. Chúng ta sẽ đi vòng qua phố cổ, tham quan một vòng Hồ Tây, qua những điểm nổi tiếng của Hà Nội và sau đó quay về Hồ Gươm. Và bây giờ Ri sẽ chọn cho mình những điểm dừng chân mà mình yêu thích nhất. Nhiều những thắng cảnh của Hà Nội sẽ được ghé thăm chỉ trong một chuyến hành trình. Nên rõ nét và chân thực hơn bằng những trải nghiệm gần gũi. Đó cũng là điều rất riêng của Hà Nội mà giờ tôi mới được chạm vào.